Vào lúc khoảng 20 giờ 15 phút ngày 29 tháng 1, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại quốc lộ 14, đoạn qua thôn An Điền, xã Gia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Theo đó, xe khách giường nằm do lái xe Lê Minh Thanh điều khiển chạy tuyến Pleiku Sài Gòn đang lưu thông trên quốc lộ 14 đến km số 1639+420, đoạn qua thôn An Điền, xã Gia Blang thì va chạm với một xe máy. Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy xe khách đi đúng tốc độ, đúng làn đường. Xe máy đi sai làn đường với tốc độ nhanh đã đâm trực diện vào đầu xe khách. Kết quả là 3 thanh niên đi xe máy đã tử vong. Đây là một trong số 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ tại tỉnh Gia Lai trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua. Trong đó có 8 người thiệt mạng, 7 người bị thương.